nhà giàu nè ha, sáng đẹp hơn hay ha. Lu ơi Lu, Lu à Lu, giỡn tới dưới gốc luôn, hết sức rồi. Bu nữa, chỗ sống mà có gùi bu thì cái là tình mấy con gùi này. Ấy có bông nè. Bông tới trên đọt. Trời, đám củ lùng nó tốt rồi nè. Đám củ lùng tốt quá. Củ lùng này đúng 9 tháng nó cho mình ăn trái nè. Ăn củ ngon lắm. Còn mấy cái củ lùng có cái miếng nữa nè. Cháu mẹ để ăn đi. Cây này giống nhẹ nhẹ. Lại có quà nữa. Rượu chín cây đi. Mới có 3 trái à. Ôi được rồi con ơi. Mẹ thích có 2 trái, 1 trái sống. Được 3 em rồi con. Còn nữa hả? Ông về ông để tủ lạnh. Nó mới không chín. Rồi. Chủ nhà thưởng cho 1 trái nữa. Ông ơi. Để người đủ cho mày. Là 4 trái. Rồi con cầm đi, con cầm 2 trái có cuốn đó giùm mốt đi. À từ từ. 2 trái luôn, 2 đầy trái chín. Rồi em bé cầm là 2 trái sống. Nặng không ăn? Hả? Quá trời. Giờ đây luôn đi con ơi. Siêu to khổng lồ. Rồi để xuống. Nhẹ nhẹ thôi. Ồ. Oh. 4 ẻm, 4 ẻm, 2 sống, 2 chín. Ừ. Ông nội có mua cây táo nè, cây táo. Đâu cây táo đâu? Hai cây táo nè. Ủa cây táo này sao, cái này cái gì vậy? Hả? Cái này là gì vậy? Cái đó bông mà. Bông gì? Bông của cây gì? Cây táo. Bông cây táo đó hả? Ồ, cây táo này mua lâu chưa? Lâu. Cây táo. Đây, nó có đẻ táo nè. Đẻ táo. Táo xanh á. Táo thuận lợi cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trồng thuận lợi táo HGA. Cái này là 2 cây táo nha cả nhà. Nó nhỏ xíu à. Là nó có bông rồi nè. Có bông rồi nè. Quá trời 2 cây táo luôn. Hoa trang nè. Còn gọi là hoa thuốc mâm xôi. Quên. Cái này là cái cây củ sâm đất. Củ sâm đất này. Cái lá của nó giống như cái lá cao kiển của mình vậy đó. Nó hệt cái lá cao kiển luôn. Quên con có nhìn nè, mình nhìn xe qua là giống hệt như mình ươm cao kiển luôn nha cả nhà. Cái loại này là mình trồng mình để lấy củ nha cả nhà. À, mình hầm thịt rồi đó mình ăn rất là bổ luôn, rất tốt cho sức khỏe. Video đến đây hết cả nhà ơi, nếu cả nhà yêu mến kênh hãy cho một like, một chia sẻ, một đăng ký, nhớ ấn chuông để nhận video mới từ em.